Lưu ý, cụm từ BD xuất phát từ pédégaste. Đây là từ có nguồn gốc từ tiếng Pháp, chỉ những người đàn ông có hành vi tình dục với trẻ em nam. Đây cũng chính là từ gốc của từ pédophile, chỉ những người có ham muốn tình dục với trẻ em. Đầu thế kỷ 20, người Pháp đã bắt đầu sử dụng pédégaste để chỉ những người đồng tính. Sau đó, cách gọi này du nhập vào Việt Nam và chủ yếu mang tính kỳ thị người đồng tính. Ngày nay, BD không phải là một từ phù hợp để chỉ những người có xu hướng tính dục hay biểu hiện khác với giới tính sinh học của mình. Nếu bạn xem video này vì từ BD, thì bạn cũng nên để ý cảm xúc của người nghe mỗi khi sử dụng từ này nha. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với series Để Tâm Lý Học Dẫn Đường. Và mình là Kira Ngô, người đồng hành của các bạn trên con đường tìm hiểu cuộc đời qua góc nhìn tâm lý. Và hôm nay để tiếp tục với series quay trở lại với trường học thì mình muốn khám phá một khía cạnh khác của trường học. Đấy là cuộc sống học đường của những bạn LGBTQ+, hay là những bạn đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới và những người đơn giản là chưa thể định nghĩa bản thân theo những quan điểm về giới thông thường. Và hôm nay mình cũng rất vui mừng được chào đón quay trở lại với chương trình Thạc sĩ Tô Hoan. Xin chào Kira và xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Hoan và hiện tại thì mình đang thực hành cũng như là làm việc học tập trong lĩnh vực tâm lý và giáo dục. Và rất vui được gặp lại các bạn ở trong số lần này. Để bắt đầu câu chuyện thì có một cái câu hỏi này, hôm trước có người hỏi em mà em thật sự là em không biết là trả lời như nào. Anh ấy hỏi em là thế gần đây thì hiện tượng LGBTQ nó còn thật sự phổ biến như trước hay không? Thì không biết là với kinh nghiệm làm việc ở trường học của chị Hoan thì chị Hoan có thể giúp em trả lời câu hỏi này được không ạ? Hiện tượng LGBTQ+ chị cũng không biết phải trả lời như thế nào. Nhưng mà thôi, hỏi đơn giản, trường học thì cũng là một xã hội thu nhỏ. Và hiện tại thì mọi người thấy xã hội to ở bên ngoài, mọi thứ nó diễn ra như thế nào thì ở trong trường học nó cũng diễn ra tương tự. Nếu như mà ở cái xã hội to ở bên ngoài và mọi người thấy có rất nhiều những cái cá nhân come out, như kiểu gọi là công bố giới tính của mình với cả cộng đồng, hay là có rất nhiều những cái bài viết, rồi những cái fanpage, những cái group hay những cái hội thảo về LGBTQ+, thì tương tự ở trong trường học cũng như vậy. Vẫn có những bạn học sinh mà đang trong cái quá trình tìm hiểu về bản sắc cá nhân của mình, rồi cũng come out và cũng có những cái khóa học hay là những cái chia sẻ về LGBTQ+. Vậy tức là ngày không phải là ngày nay có nhiều bạn LGBTQ+ hơn, mà đơn giản là các bạn có nhiều kiến thức để các bạn tự định nghĩa, tự tìm hiểu bản thân mình, cũng như là có một cái định danh cho bản thân mình. Còn thực ra em thấy trước đó, ngay cả thời bố mẹ em còn bé thì bố mẹ em cũng vẫn kể là đấy có những tạm gọi là BD. Bố mẹ hay dùng từ là đấy, BD. Có rất nhiều những người như vậy, nhưng mà đơn giản là ngày ấy thì họ không được chấp nhận. Và bây giờ thì vì họ đã chấp nhận, thế nên là mình cứ cảm tưởng là nhiều hơn. Nhưng mà thực ra em nghĩ nó sẽ có một cái con số cụ thể. Tại vì nó là giới tính mà, cũng như nam nữ, nó sẽ dao động một khoảng nhất định thôi. Và em thấy mặc dù gần đây kiến thức về LGBT được phổ cập hơn rất là nhiều so với ngày xưa, tuy nhiên em cảm giác là trong môi trường trường học thì các bạn ấy vẫn có một số những cái khó khăn nhất định. Thì không biết là với trải nghiệm của chị thì chị có thể cho em biết một vài cái khó khăn mà các bạn ấy có thể sẽ gặp phải ở trường học không ạ? Có vẻ như là cái câu hỏi của Kira thì muốn tập trung vào nhóm mà những bạn thuộc cái cộng đồng LGBTQ+ ở trong trường học, đúng không? Thì thực ra trong cái quá trình mà mình làm việc ở trong trường học thì mình cũng có được gặp, quan sát và cũng nhận thấy là có những bạn mà các bạn ấy có những cái xu hướng giới tính mà có thể như là thuộc cái nhóm cộng đồng LGBTQ+. Thì một số các cái vấn đề hay là những cái khó khăn mà mình nhìn thấy như là thông qua cái việc mà mình ở trong trường học, và thực ra là thông qua với những cái thân chủ mà mình đang làm việc. Vì trong cái quá trình mà mình làm tham vấn và trị liệu cho những người trưởng thành thì mình cũng có những người thân chủ là những bạn mà thuộc cộng đồng LGBTQI+. Ở trong trường học thì mình thấy cái khó khăn đầu tiên và có vẻ như là cũng khá là dễ để quan sát, đấy là khi mà có một số bạn mà các bạn ấy có những cái hành động hay là có những cái biểu hiện khác với cái giới tính sinh học của bạn ấy thì rất hay bị trêu chọc rất hay bị đánh giá, phán xét hoặc thậm chí bị bắt nạt. Và có một số trường hợp thì mình gặp là khi các bạn ấy lớn hơn ở độ tuổi teen thì các bạn ấy trải qua những cái giai đoạn lo âu hoặc là trải qua những cái giai đoạn biểu hiện của
phiền muộn giới. Phiền muộn giới thì tiếng Anh nó có một cái cụm từ là gender dysphoria. Có một số bạn thì cũng trải qua những cái căng thẳng với cả cha mẹ và gia đình nữa khi mà các bạn ý cố gắng come out. Thì đấy là một số những cái mà mình thấy. Và trong cái quá trình come out cũng như là trong cái quá trình mà nhận diện những cái bản sắc cá nhân của mình thì các bạn ấy cũng có những cái vấn đề trong cái tương tác với mối quan hệ bạn bè, hoặc thậm chí là vì những cái lo lắng căng thẳng đấy thì nó cũng ảnh hưởng tới cái thành tích học tập của bạn ấy, cũng như là các cái hoạt động khác trong cái đời sống hàng ngày. Vậy không, em cũng tò mò ấy, là thường mọi người sẽ nghĩ là giới tính của mình thì mình phải biết. Thì theo chị thì thường những bạn mà không có giới tính đúng với cái giới tính sinh học của mình ấy, thì các bạn nhất thiết phải có một cái độ tuổi cụ thể nào các bạn, để các bạn bắt buộc là phải định nghĩa rằng tôi là như này như kia không, hay là nó là một hành trình tìm hiểu hay là như thế nào ạ? Thực ra thì cũng chẳng có cái gì là bắt buộc cả. Tự dưng cái mà Kayra hỏi là mình nhớ đến câu chuyện của một người thầy mà mình đã từng được tiếp xúc. Cách đây khoảng 2 năm thì mình có tham gia một cái khóa học. Và khóa học đấy có tên là cái khóa học đấy là về hỗ trợ sức khỏe tâm thần và sức khỏe thể chất cho những người chuyển giới. Thì trong cái khóa học đấy thì có một thầy giáo của mình là một nhà tâm lý học. Và thầy có dạy về những cái học phần liên quan tới chăm sóc sức khỏe tâm thần dành cho những người chuyển giới. Đấy là một người mà có vóc dáng rất là cao và để râu quay nón và nhìn trông rất là nam tính. Nhưng mà sau đó thì thầy có chia sẻ là trước đây khi mà thầy sinh ra thì thầy sinh ra với một cái giới tính là giới tính nữ. Và đến cái độ tuổi thiếu niên thì thầy nghĩ rằng mình là lesbian. Sau đó thì khi mà bước vào độ tuổi đại học thì thầy đã có bạn gái cũng là một người lesbian, và hai người thậm chí là còn kết hôn ở với nhau. Nhưng sau đó thì thầy vẫn cảm thấy có một cái gì đấy không đúng lắm. Và sau 30 tuổi thì dần dần thầy mới nhận ra và thầy khám phá là có vẻ như mình không phải là lesbian mà mình là transgender. Và sau đó thì khi mà nhận ra rằng là mình là transgender thì thầy mới bắt đầu đi tiến hành làm các phẫu thuật chuyển giới. Chuyển giới cả ở bộ phận sinh dục cũng như là phần ngực. Và thầy cũng có tiêm hormone để mà thầy có một cái ngoại hình rất là nam tính. Và giọng nói của thầy thì nghe cũng không thể ra là một cái giọng nữ tính. Và sau đó thì thầy cũng có vợ và có một cuộc sống rất là ổn định, rất là hạnh phúc, trở thành một người làm tâm lý và chủ yếu là hỗ trợ cho những người chuyển giới. Thì mình thấy là nó cũng chẳng có một cái công thức nào 100% cho tất cả mọi người. Nó cũng là một cái quá trình mà như mọi người nói là mọi người thì hay nghĩ về những người học và làm tâm lý là những người sẽ rất là hiểu bản thân, rồi sẽ rất là hiểu về tâm lý con người. Thì như câu chuyện của cái người thầy mà đã dạy mình thì cũng là cả một cái quá trình, và phải đến lúc mà gần bước vào độ tuổi trung tuần rồi thì mới nhận ra thực sự mình là, và gọi tên một cái định danh là transgender. Và cũng thông qua cái khóa học đấy mà mình biết được rằng là nó không chỉ đơn thuần là có mấy cái thuật ngữ như lúc nãy Kayra còn nói là lesbian là những người đồng tính nữ, gay là đồng tính nam, transgender là những người chuyển giới, là chuyển giới từ nam sang nữ hay từ nữ sang nam, hay là những bạn là asexual chẳng hạn, thì nó còn nhiều hơn thế. Và trong cái khóa học đấy thì mọi người có nhấn mạnh là bây giờ ấy, chúng ta không có cái phân chia giới tính nhị nguyên, tức là non-binary gender ấy, mà nó là giới tính phi nhị nguyên ý. Thì ở đấy có một cái phổ giới tính ạ. Và nói đến phổ giới tính thì cũng giống như trên phổ màu sắc ý, có cái mình gọi là màu vàng, xong lại vàng chanh, xong lại có những màu vàng mình không biết phải gọi tên là gì. Thì một cái phổ giới tính như vậy. Và bây giờ thì để mà có những cái giới tính mà có thể gọi tên được thì nó cũng tới, những cái giới tính mà có thể gọi tên được thì nó vào tới khoảng mười mấy cái giới tính theo mình được biết đến bây giờ, và tiếp tục nó vẫn sẽ tiếp tục cập nhật nữa. Nên là có những bạn thì để mà định danh mình là gì thì đôi khi
nó cũng sẽ là một cái quá trình để tìm hiểu và khám phá, và nó là một hành trình. Cái quan trọng ấy, cái việc định danh ấy, đôi khi mình nghĩ nó cũng không quá quan trọng đâu, mà quan trọng là người ta hiểu mình như thế nào, mình là ai, và người ta cảm thấy thoải mái với điều đấy. Thì không biết là với Kayla thì Kayla cũng có những trải nghiệm riêng đúng không? Rất là cảm ơn chị Hoan. Bởi vì đúng là em thấy nó cũng cái phần căn tính, giới tính, cái phần gọi là sexual identity của mình ấy, nó cũng như bao cái khía cạnh khác của danh tính. Ví dụ như nghề nghiệp thì mình cũng phải đi làm nhiều mình mới hiểu được là mình thích gì, mình muốn gì, mình đang tìm gì cho công việc. Thì em nghĩ đối với giới tính và xu hướng tính dục nó cũng thế. Và đôi khi đến một ngày mình gặp một người mà mình không bao giờ nghĩ là mình sẽ thích người ở giới tính đấy, nhưng mà vô tình người này lại đem lại cho mình một cảm giác nó rất an toàn và nó là cảm giác của tình yêu. Thì đến lúc đấy vô tình mình mới nhận ra là à, hóa ra cái giới tính của mình nó không thẳng như mình nghĩ, còn nó cong như nào thì mình không biết. Thế nên là có rất nhiều bạn hỏi em là thế mày định danh mình, mày là gì, mày là song tính, mày là les, mày là thế nào. Em thật sự đấy, như chị vừa nói, có tận mười mấy cái danh tính mà em cũng chưa có thời gian em tìm hiểu tất cả những cái danh tính đấy. Thế nên em bảo em gọi bản thân mình là gì thì rất là khó. Mà em chỉ biết là à, em thích những người như này, và em cũng không biết là ví dụ em gặp những người khác thì em có thích họ hay không. Đó thì cũng giống như việc là mọi người hỏi thì nghề của mày là gì, rất là khó. Thì mình làm rất là nhiều thứ, và cũng em cũng không thấy cái việc mà mình phải đưa mình vào một cái khuôn nó quan trọng. Thì có một lần em cũng chia sẻ câu chuyện định danh với cả một anh khác cũng trong cộng đồng LGBTQ+. Thì anh nói với em cái mục đích duy nhất, mà cái mục đích quan trọng nhất anh ấy thấy của việc định danh đấy là để mình tìm được những cái người chung cộng đồng với mình, để mình có cảm giác được cảm thông, cảm giác được thấu hiểu, cảm giác chia sẻ, và đôi khi còn là tìm những cái người chung xu hướng tính dục với mình, để mình có thể kết đôi nữa. Đó thì em vì không có nhu cầu đấy trong thời điểm này, thế nên là em cũng không có nhu cầu là thật sự về định danh bản thân mình là gì. Đó thì một câu chuyện rất là thú vị xung quanh câu chuyện định danh. Nói đến cái câu chuyện đấy thì chị chợt nghĩ là trong cái trải nghiệm mà quá trình mà chị làm tham vấn và trị liệu thì chị cũng có những bạn thân chủ mà thuộc cái cộng đồng LGBT, và gọi ngắn gọn là cộng đồng LGBT. Thì khi mà gặp ý, thì thường thì chị sẽ hỏi luôn là giới tính của các bạn ấy là gì. Vì có những bạn thì ngay từ lúc mà mình gặp thì mình có thể đoán được là bạn ấy thuộc cộng đồng LGBT rồi, nhưng có những bạn thì các bạn ấy, tức là nhìn thì cũng có thể là mình nghĩ là ồ, bạn ấy đơn thuần là nam hoặc là nữ, nhưng mà cũng khó để quan sát lắm. Thì mình thường với vai là một cái người làm tham vấn trị liệu thì mình sẽ thường hỏi để mình hiểu về thân chủ của mình. Thì có những bạn mà bạn ấy đưa ra những cái định danh mà ví dụ như bạn ấy nói là em là non-binary lesbian, thì chị cũng hỏi luôn bạn ấy là thế cụ thể thì cái non-binary lesbian mà bạn ấy mô tả về bản thân mình là gì, và bạn ấy bắt đầu kể ra. Thì lúc đấy chị tôn trọng những cái mà bạn ấy nhận ra và định danh của bạn ấy là như thế. Và chị cũng có những bạn thân chủ mà bạn ấy không có tham gia vào bất kỳ một cái nhóm hay một cái cộng đồng LGBT nào cả, mặc dù bạn ấy là một người gay hay là một người lesbian. Và chị có hỏi là thế em có tham gia vào cái nhóm hay cái cộng đồng LGBT nào không, bạn ấy bảo không. Thì bảo là điều gì khiến em quyết định là không tham gia. Bạn ấy có nói là em thấy ổn với những gì đang diễn ra với em bây giờ, và em biết mình là ai và như thế nào, và em cũng không nghĩ cái việc phải tham gia một cái cộng đồng là quá nhất thiết. Thì mình thấy là đấy, mỗi một bạn thì các bạn đều biết rất là rõ mình là ai, mình muốn gì trong cuộc sống, mình muốn hướng đến điều gì, mình thích ai, mình yêu ai. Như vậy có khi là đủ rồi. Và đôi khi cái việc gọi tên thì nó cũng tốt để cho những người khác có thể biết được mình là ai. Nhưng đôi khi cái việc gọi tên nó chưa dễ làm ra, giống như là câu chuyện của em thì mình có thể là mô tả và hiểu mình là như thế. Và mình tôn trọng, mình chấp nhận cái điều đấy vậy thôi. Rất là cảm ơn chị Hoan. Em nghĩ cái câu chuyện trao đổi với nhau như thế nào để tìm hiểu giới tính của nhau nó là một câu chuyện rất là quan trọng, và em chắc chắn là em sẽ quay lại trong một vài phút nữa. Còn bây giờ em muốn đi sâu hơn về những cái nhu cầu của các bạn LGBT trong trường học. Tại vì em thấy đôi khi cái việc mình không phân biệt nó là cần thiết, nhưng đôi khi cái việc mình ghi nhận nhu cầu của người ta nó cũng là một cái việc cần thiết. Tại vì mình hoàn toàn có thể nói là tôi không kỳ thị bạn, bạn thích làm gì thì làm, nhưng mà đồng thời tôi không ghi nhận nhu cầu của bạn. Thì có một cái ví dụ rất là điển hình, đấy là về phòng vệ sinh nam và nữ.
thì sẽ có những bạn là nữ nhưng mà không cảm thấy thoải mái khi sử dụng chung phòng vệ sinh với các bạn nữ khác, không cảm thấy thoải mái với việc phô bày cái cơ quan sinh dục cũng như là quan sát cơ quan sinh dục của những bạn nữ khác. Thì em thấy ví dụ như ở trường đại học Fulbright là các bạn ấy đã có mấy phòng vệ sinh rồi, và sẽ có những nơi họ còn không chia là nam nữ mà họ chỉ có mỗi người một cái ngăn và vào để anh thích làm gì thì anh làm. Thì không biết là có những người sẽ cho rằng cái điều này là không cần thiết, bởi vì nếu mà cơ thể giống nhau thì việc gì mà phải ngại. Thì không biết là với quan điểm là một người làm tâm lý thì chị nghĩ như thế nào về việc này ạ? Cái mà Kayla nói, nó có một cái thuật ngữ mà người ta nói là độ nhạy cảm về giới. Tức là khi mà chúng ta làm bất kỳ một điều gì, chúng ta nói một cái điều gì thì chúng ta cần phải quan tâm tới một cái thứ gọi là độ nhạy cảm về giới, gọi là gender sensitivity. Thì kể cả trong các cái thiết kế rất là hữu hình như là Kayla nói là nhà vệ sinh chẳng hạn. Thì đây là một vài các cái ví dụ, giống như là Kayla nói là ví dụ bây giờ mình đi đến một số các cái trung tâm thương mại, mình cũng sẽ thấy là nó sẽ có một cái nhà vệ sinh nam, nhà vệ sinh nữ, và một nhà vệ sinh cho người khuyết tật, và một nhà vệ sinh mà họ ở đấy họ không ghi một cái giới tính nào, nhưng hiểu rằng là trong đấy nó cũng có một cái ô và bạn có thể đi vào. Đấy cũng là một cách mà những người thiết kế mà có thể họ đã có những cái sự nhạy cảm về giới. Hay là ở một số nơi ấy, thì nhà vệ sinh mà có cái ký hiệu là nhà vệ sinh nữ ấy, thì lúc nào cũng to, rộng và nhiều ô hơn nhà vệ sinh có cái ký hiệu là nam. Thì bởi vì mọi người có một cái quan sát và có một cái thống kê là nữ thì vào nhà vệ sinh thì có vẻ như là lâu hơn. Không chỉ là đi vệ sinh còn phải kiểu trang điểm tút tát lại quần áo, nên là họ thiết kế kiểu rộng hơn chẳng hạn. Thì đấy là một vài những cái thứ mà rất là nhỏ thôi, nhưng đôi khi nó lại mang lại những cái sự thoải mái và dễ chịu rất là lớn. Thì thực tế không phải ai và cũng không phải ở đâu, không phải tổ chức nào người ta cũng quan tâm một cách đầy đủ và thiết thực về vấn đề này. Hay là có thể là họ biết nhưng nó cũng không phải là một cái yếu tố đề cao của cái tổ chức đấy. Thì cũng là một cái điều có thể xảy ra. Và cụ thể như là trong trường học thì thực ra thì mình cũng chưa vào trường Fulbright, nhưng mà mình cũng chưa đi được vào một cái trường học nào mà nó có cái nhà vệ sinh mà nó có những cái gọi là đặc điểm mà mình cho rằng đấy là sự nhạy cảm về giới. Phần lớn thì nó chỉ có một bên nam và một bên nữ. Và đương nhiên thì các bạn học sinh ở trong trường học thì các bạn ấy cũng có những cái rào cản nhất định. Câu chuyện nhà vệ sinh là một rồi, nhưng mà cái việc mà như câu chuyện lúc đầu mà mình nói là những cái vấn đề mà các bạn mà thuộc cái cộng đồng LGBT còn ở trong trường học mà gặp phải, thì đấy là những cái rào cản có thể là người khác không hiểu các bạn ý là như thế nào. Đặc biệt là các bạn đồng trang lứa, khi mà các bạn còn nhỏ và các bạn ấy chưa có nhiều hiểu biết, chưa có nhiều thông tin về những cái vấn đề liên quan đến giới tính. Thì các bạn ấy cũng không biết phải gọi tên hay phải diễn đạt hay phải hiểu nó như thế nào. Thì nó dễ sẽ có những cái định kiến, dễ có những cái phán xét đánh giá, và đương nhiên là kéo theo những cái định kiến thì là những cái hành vi mà nó không thực sự phù hợp, hoặc là chưa có cái sự tôn trọng sự đa dạng sinh học, hay là chưa có những cái gọi là quan tâm tới một cái thứ gọi là độ nhạy cảm về giới chẳng hạn. Thì đấy là một cái mà mình nghĩ là nó có thể xảy ra ở trong trường học, và mình cũng có thấy các bạn có thể sẽ trêu rất là nhiều, như kiểu bạn ấy PD, đấy là một câu như lúc nãy cô ơi cô bạn ấy PD, xong rồi bạn ấy PD lắm, rồi bạn ấy thế này thế kia. Và khi mà nhận được những cái lời trêu như vậy thì sẽ rất là khó chịu, sẽ rất là buồn, hoặc là có những bạn thậm chí còn không có bạn để chơi. Thì không biết là những bạn học sinh LGBT ở trường ấy thì các bạn thường gặp phải những cái vấn đề như thế nào về mặt tâm lý á? Thực tế thì mình cũng chưa có một cái, mình chưa đọc được một cái nghiên cứu nào ở Việt Nam. Mình nghĩ là có, tại vì nhưng mà trong cái giới hạn hiểu biết của mình thì mình chưa có đọc được cái nghiên cứu nào ở Việt Nam có những cái thống kê hay những cái khảo sát về tình trạng sức khỏe tâm thần của các bạn học sinh là LGBT ở trong trường học. Nhưng mà mình có đọc được một số các cái nghiên cứu ở trên thế giới, ví dụ như là một cái tổng hợp thống kê các cái nghiên cứu của CDC Hoa Kỳ và năm 2016 thì họ thấy rằng là những người trẻ là các bạn ở độ tuổi thanh thiếu niên cấp 2, cấp 3 và đại học, là những người trẻ là lesbian, gay và transgender thì sẽ có trải nghiệm những cái vấn đề liên quan đến suy nghĩ và hành vi tự tử nhiều gấp 3 lần
so với những bạn trẻ là người dị tính. Và một cái dự án có tên là Trevor Project, thì họ làm một cái khảo sát quốc gia, cũng là một cái dự án ở bên Hoa Kỳ, về sức khỏe tâm thần ở những người trong ở những người trẻ thuộc cái cộng đồng LGBT, thì họ nhận thấy là có tới 39% những cái người trẻ ở trong cái nhóm cộng đồng LGBT đó có những cái trải nghiệm rất là nghiêm trọng về các cái vấn đề liên quan đến tự tử. Còn 71% thì trải nghiệm cái cảm giác buồn rầu và mất hy vọng vào cuộc sống khá là nhiều. Thì đấy là những cái con số mà mình đọc được, thì mình và nhìn chung thì mọi người cũng rất là nhiều những cái báo cáo hay là những cái văn bản khoa học thì mọi người cũng nhận định là những bạn trẻ mà trong cộng đồng LGBT thì có nhiều trải nghiệm và có nhiều thách thức hơn về các cái vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần. Em nghĩ là qua những cái chia sẻ của chị thì phần nào đấy những bạn đang trong cộng đồng LGBT cũng thấy là những cái cảm xúc và những cái trải nghiệm tiêu cực mình đang gặp phải nó không phải là bình thường nhá, nhưng mà nó là một trải nghiệm phổ biến. Và em nghĩ qua đó thì các bạn cũng cảm thấy phần nào bớt cô đơn hơn, và các bạn cũng biết rằng à đấy, thực ra nó là một trải nghiệm tiêu cực về mặt tâm lý mà có thể là tôi sẽ cần nhờ đến sự trợ giúp của các chuyên gia. Nên cái đấy rất là quan trọng. Và ở câu chuyện can thiệp ấy thì mình hay nói với các bạn là các bạn cần có một mạng lưới, những người hỗ trợ, những người để mình tâm sự, những người để mình chuyện trò, chia sẻ về những cái vấn đề mình đang gặp phải. Nhưng bản thân em thấy ý, thì đối với các bạn nhỏ cũng như chị vừa chia sẻ, các bạn ý không có đủ từ ngữ để các bạn ý hỏi về giới tính, và các bạn cũng không biết là làm thế nào để hỏi về cái xu hướng tính dục hay là cái bản dạng giới. Nó là những cái từ nó rất là, phải nói là hơi cao siêu và hơi chuyên môn một chút. Và đôi khi cái việc tự nhiên ra vỗ vai hỏi ê mày là gay à, nó sẽ rất là không phù hợp. Còn nếu không hỏi thì mình cũng chỉ biết trêu là ô đấy bạn này BD, tại vì rõ ràng đấy là một cái sự bất thường mà mình nhìn thấy được trong môi trường xung quanh của mình, và bản chất của con người là tò mò mà. Thì em nghĩ để mà các bạn ý hoàn toàn ngó lơ cái việc là mình có những người bạn không giống mình ở bên cạnh, nó cũng không phải là chuyện dễ. Vậy làm thế nào để các bạn ý có những cái cuộc trao đổi nó vừa thẳng thắn nhưng mà nó vừa dễ chịu và nó không mang tính công kích, nó thoải mái cho cả hai bên ạ? Nói chung là những cái câu chuyện về giới tính thì đâu đó rất nhiều người vẫn cho rằng đấy là những câu chuyện nhạy cảm và khó nói. Và thực sự là với trẻ càng nhỏ thì sẽ càng khó để nói. Mình phải có chất liệu cơ. Vì thực tế thì khi mà mình làm việc với cả các bạn trong trường học thì mình được làm việc với cả các bạn từ độ tuổi mầm non 3-4 tuổi cho tới những bạn mà lớn hơn là 16, 17, 18 tuổi. Thì với các bạn mà ở độ tuổi cấp 3 ấy, nó sẽ dễ dàng hơn để mình cung cấp thông tin cho các bạn ý, vì lúc này thì cái tư duy trừu tượng của các bạn ấy đã phát triển hơn rồi, ngôn từ của các bạn ấy đã phong phú hơn rồi. Nhưng mà với các bạn nhỏ mà tuổi mầm non với cả tuổi tiểu học thì đúng là sẽ rất khó nói. Và lúc nãy thì mình có nhắc tới một cái thuật ngữ là muộn phiền giới. Thì cái muộn phiền giới ấy, nó có thể xuất hiện từ rất là sớm, từ khi mà các bạn ấy còn nhỏ. Thì cụ thể muộn phiền giới các bạn có thể hiểu một cách đơn giản rằng nó là một cái sự không hài lòng do sự khác biệt giữa giới tính sinh học và cái bản dạng giới của một cá nhân. Nhận định về bản thân mình, đúng. Cái cách mà mình nhận định bản thân mình là giới nào nó khác với cái giới tính sinh học mà mình có, và nó gây ra cho mình những cái buồn phiền khó chịu về điều đấy. Hoặc nó cũng có thể là cái bản dạng giới của mình nó bị mâu thuẫn và khác biệt với cái thể hiện giới mà cái xã hội đang quy chụp và kỳ vọng rằng các bạn ấy cần phải là như thế. Thì cái sự khác biệt đấy nó cũng có thể khiến cho các bạn ấy bị muộn phiền và bị khó chịu. Ví dụ như là có những bạn nhỏ thì các bạn ấy rất là, các bạn sinh ra với một giới tính sinh học là nam, nhưng mà các bạn rất là muốn thể hiện ra mình là nữ theo những cái vẻ bề ngoài giống như các bạn nữ, như kiểu các bạn sẽ thích mặc những cái đồ mà nữ tính một chút, rồi các bạn thích để tóc dài, rồi thích trang điểm. Nhưng mà mọi người thì nói là con trai thì phải thế này, phải thế kia, và điều này nó khiến cho các bạn ấy cảm thấy buồn phiền, cảm thấy không thoải mái. Thì đấy là những cái cơ bản nhất để mình có thể hiểu về muộn phiền giới là gì.
Thì với các bạn trẻ con ấy rất là khó để nói những cái thuật ngữ giống như Kara vừa nói, thì mình có thể thông qua những cái câu chuyện hoặc là những cái cuốn sách để dần dạy cho các bạn ấy về sự đa dạng sinh học. Ví dụ như có một cái cuốn sách trong một cái bộ sách về giáo dục giới tính mà dành cho các bạn ở độ tuổi từ 3 cho đến 10 tuổi, và mình có mua về cho cháu nhà mình đọc. Bạn ấy năm nay mới có 4 tuổi thôi. Thì trong cuốn sách đấy nó có tên là Con trai thích ba lê và con gái thích đá bóng. Cuốn sách rất là đơn giản, kể về một cô bé và một cậu bé, mà trong đấy thì cô bé thích chơi đá bóng và bị các bạn ở trong lớp trêu đùa về việc là con gái tại sao lại thích chơi đá bóng, rồi bạn trai thì rất là thích học múa ba lê, thì bị các bạn ở trong lớp trêu đùa là con trai mà thích học múa ba lê à, thế này thế nọ thế kia. Nhưng mà sau đó thì các bạn ấy vẫn được bố mẹ ủng hộ để đi học theo cái sở thích của mình. Rồi một ngày hai bạn này hai bạn gặp nhau thì bạn kia mới bảo là ơ cậu là con gái mà thích đá bóng à, còn bạn nữ thì gặp bạn nam là ơ cậu là con trai mà thích múa ba lê à. Thế thì sau đó bạn nữ mới nói là tớ sẽ dạy cậu đá bóng nhá, dạy bạn nam kia đá bóng. Thì bạn nữ kia dạy mãi bạn nam vẫn không thể đá được bóng, còn bạn nam thì dạy mãi bạn nữ vẫn không thể múa được ba lê đẹp. Thế rồi thì hai bạn ấy nhận ra được rằng là con trai cũng có thể múa ba lê mà, chẳng làm sao cả, đấy là chuyện rất là bình thường. Con gái cũng có thể đá bóng mà, chẳng làm sao cả, đấy là sở thích của mình. Và cuối cùng thì các bạn ấy nói rằng là mỗi một người thì đều có những cái đặc điểm mà cơ thể khác nhau, rồi có những cái khả năng, có những cái thế mạnh khác nhau. Và cái chuyện khác nhau đấy nó chỉ đơn giản là khác nhau thôi, nó không có tốt cũng không có xấu. Và đấy là một cái câu chuyện rất là thú vị để có thể dạy cho các bạn ý về việc rằng là nó chẳng có vấn đề gì nếu như mà con thấy một bạn nam ở lớp con thích chơi búp bê hay là thích múa cả. Hay nó cũng chẳng có vấn đề gì nếu con thấy một bạn nữ ở lớp con suốt ngày mặc quần áo siêu nhân và thích chơi ô tô, hoặc là thích chơi những cái trò liên quan đến siêu nhân. Điều đấy là điều bình thường, nó chỉ đơn giản là khác biệt thôi. Nó không có một cái định khuôn là con gái thì phải là màu hồng, hay là con trai thì phải là màu xanh, hay con gái thì phải là chơi trò này, hay con gái phải con trai phải chơi trò kia cả. Thế em thấy cái yếu tố quan trọng nhất vẫn là cái sự giáo dục. Từ có thể là từ phía gia đình nhưng cũng có thể từ phía nhà trường, để ít nhất là các bạn nhỏ hiểu được về cái sự đa dạng về giới. Trước khi bắt đầu bất kỳ cái cuộc giao tiếp hay là trò chuyện nào về giới thì các bạn phải hiểu được cái sự đa dạng đã. Thì em nghĩ là sau khi đã hiểu được cái sự đa dạng đấy rồi thì những cái câu chuyện nó sẽ diễn ra một cách rất là nhẹ nhàng, và các bạn cũng nhận thức rõ được hơn là liệu cái gì mình nói nó có thể gây tổn hại hay là gây khó chịu được cho người kia. Rất là thú vị. Và em thấy là cá nhân em ý cũng không phải là một người tuân theo những cái khuôn mẫu và định kiến thông thường về giới. Tại vì em nghĩ em cái tính nam của em nó cũng khá là nhiều, nhưng mà từ bé đến lớn thì em cũng chưa bao giờ học được một cái lớp nào về đa dạng giới hay là ở kỹ năng hay là kiến thức gì thì em đều không có. Thì theo chị, những cái kiến thức và kỹ năng về đa dạng giới như này thì nên được dạy bắt đầu từ lứa tuổi nào là phù hợp, và nên được dạy như thế nào ạ? Thì cái chuyện này, cái mà liên quan đến đa dạng giới này, nó có thể nằm trong những cái học phần về giáo dục giới tính, giáo dục tình, và lớn hơn thì có thể là giáo dục tình dục. Và bắt đầu từ lứa tuổi nào thì thông thường thì bắt đầu từ mầm non là các bạn ấy đã có thể được học rồi. Và giống như cái cuốn sách mà chị có kể cho Kara, cuốn sách đấy là cuốn sách trong bộ giáo dục giới tính dành cho các bạn từ 3 đến 10 tuổi. Và tùy ở những bạn ở độ tuổi khác nhau thì cái cách mà mình đọc thì nó khác nhau. Ví dụ như chị đọc cho bạn nhỏ nhà chị 4 tuổi thì với những cái thuật ngữ mà nó khó và bạn ấy không hình dung thì chị sẽ bỏ qua và chị sẽ dùng bằng những cái từ khác. Nhưng mà khi đọc cho các bạn mà tầm 5-6 tuổi thì chị sẽ đọc đầy đủ những cái gì mà tác giả viết trong sách hơn. Và theo cái thời gian thì ở từng cái độ tuổi khác nhau mình sẽ có những cái chương trình giáo dục phù hợp. Ví dụ như là với các bạn tiểu học, như là chị vừa kể, chỉ đơn thuần thuần là mình cho các bạn biết được rằng là đấy, con trai thì cũng có thể chơi múa ba lê, mà con gái thì cũng có thể đá bóng. Và sau cao hơn thì mình thấy là mỗi một người thì đều có những cái đặc điểm sở thích khác nhau. Và điều đấy là điều bình thường, mình nên tôn trọng điều đấy. Với các bạn lớn hơn ở độ tuổi cấp 2 hoặc cấp 3 thì các bạn ấy có thể sẽ có những cái học phần liên quan tới đa dạng sinh học, về đa dạng giới tính. Mà trong đấy các bạn sẽ được cung cấp những cái thuật ngữ hay những cái cấu phần đầy đủ. Ví dụ như là làm thế nào để xác định
xác định giới tính của một người thì cái gọi tên giới tính nó sẽ phụ thuộc vào những cái yếu tố nào. Có thể là Kayla cũng biết, ví dụ như có bốn cái yếu tố thường được nhắc tới nhất như là về giới tính sinh học này, rồi nhận diện giới ở trong đầu mình ấy, mình tin mình thuộc cái giới nào, mình nghĩ mình thuộc cái giới nào, hay là cái thể hiện giới ở bên ngoài, và cái xu hướng tính dục là mình sẽ được hấp dẫn tình dục bởi cái giới nào. Thì thông qua bốn cái yếu tố đấy thì mình sẽ xem là với cái yếu tố này mix với yếu tố này thì có thể gọi là gì. Ví dụ như với các bạn là lesbian chẳng hạn thì các bạn ấy có thể thể hiện giới là nam hoặc là nữ. Và giới tính sinh học của các bạn ấy thì chắc chắn là nữ rồi. Nhưng mà xu hướng tính dục của các bạn ấy thì sẽ là hấp dẫn những người, bị hấp dẫn tình dục bởi những người cùng giới với mình chẳng hạn, cùng là giới nữ với mình. Đó. Thì sẽ có những cái học phần như vậy để các bạn ấy được học cho những cái lớp cao hơn. Và nó là một cái quá trình giáo dục đồng tâm và nó cứ đi theo từng bước từng bước. Và ngoài cái việc là có những cái kiến thức về đa dạng sinh học thì nó còn đi kèm với cả những cái kỹ năng hoặc là những cái cách thức để giao tiếp ứng xử dựa trên cái sự tôn trọng lẫn nhau. Em thấy cái đấy rất là quan trọng đấy. Vì ví dụ như trong đám bạn của em thôi nhá, chỉ vì ngày xưa không được tìm hiểu về những cái kiến thức đấy mà vô tình mình cứ đi theo một cái khuôn mẫu, một cái mối quan hệ với người khác giới. Đôi khi là nó cực kỳ toxic, nhưng chỉ vì nó là khác giới thế nên là các bạn nghĩ rằng à đây là thứ đúng cho mình, mà các bạn không nghĩ rằng mình có thể có một cái xu hướng tính dục khác, và có thể là mình sẽ hợp để xây dựng một mối quan hệ với người đồng giới hơn là với người khác giới. Thế nên là em thấy những cái đấy cực kỳ quan trọng. Và hình như là chị em mình cũng còn nói đến câu chuyện là có thể nhìn từ bên ngoài thì hành vi nó cùng là một hành vi, ví dụ như cùng là thích con gái nhá, cùng là được hấp dẫn bởi con gái, nhưng những cái gì xảy ra trong đầu các bạn nó sẽ rất là khác nhau. Ví dụ như có một bạn có thể là cái nhìn từ bên ngoài thì các bạn vẫn là nữ, ăn mặc y hệt nữ, nhưng mà có những bạn thì ăn mặc y hệt nữ nhưng mà trong đầu các bạn lại nghĩ mình là nam chẳng hạn. Thì em thấy nó rất là thú vị. Em thấy nó cực kỳ thú vị. Và cái câu chuyện đấy thì mình cũng hiểu là không nhất thiết phải đến một độ tuổi nào mình mới học, mà ngay từ bé mình đã có thể cho các bạn. Ví dụ ngày xưa em thấy mình hay đọc truyện cổ tích ấy, thì bây giờ mình cũng có thể lồng ghép những cái kiến thức về giới đấy vào những câu chuyện cổ tích. Rồi nhắc đến câu chuyện cổ tích thì thực ra nếu như mà bây giờ ấy, Kayla đi ra ngoài hiệu sách ấy, sẽ có rất nhiều những cái sách mà viết dưới dạng như kiểu chuyện cổ tích, nhưng mà chuyện cổ tích về bình đẳng giới rất là thú vị. Và ví dụ như là bên UN Women ý, thì sẽ có rất nhiều những cái dự án liên quan tới về bình đẳng giới. Hay là bên IC cũng là một cái tổ chức mà nếu mà bạn nào quan tâm đến LGBT thì chắc chắn đều biết đến IC. Thì đấy cũng là một nơi để các bạn ấy có thể đến và tìm những cái tài liệu. Mình đã có một lần cách đây vài năm mình ghé thăm IC, và hồi đấy mình gặp một chị tên là Ngọc ở IC. Sau đó thì chị đã được tặng cho mỗi người một cuốn rất là dày về những cái kiến thức liên quan tới LGBT. Thì đấy cũng là nơi các bạn có thể có thêm những cái thông tin. Hay là có những cái khóa học của UNESCO, thì các bạn cũng có thể lên trên đó để tìm kiếm một số các cái khóa học về đa dạng sinh học. Có những cái khóa học thì nó còn nói về đa dạng sinh học và sức khỏe tâm thần nữa cơ, để các bạn có thể học. Thì đấy là những cái nguồn thông tin chính thống để các bạn có thể tìm hiểu. Với cái trẻ con thì đấy, thông qua những cái câu chuyện cổ tích đấy, rất là nhiều sách cho các bạn bây giờ để các bạn có thể tìm hiểu nhiều hơn. Và mình nghĩ là để mà có thể giúp đỡ các bạn ở trong trường học thì thực sự là các ngôi trường sẽ cần phải có một cái hệ thống chính thức ở trong cái chương trình. Nó có thể chính thức dựa trên là một cái môn học nào đấy, hoặc nó cũng có thể là những cái workshop, những cái seminar hay những cái hoạt động ngoại khóa, nhưng để cung cấp thông tin cho tất cả các bạn học sinh ở tất cả các lứa tuổi, phù hợp với lứa tuổi của các bạn ấy về cái sự đa dạng sinh học, và về những cái kiến thức liên quan đến giới tính, liên quan đến tình dục. Rất là hay. Và em nghĩ là cho dù có thế nào đi chăng nữa thì cái sự chấp nhận từ gia đình nó vẫn là một cái yếu tố rất là quan trọng. Vậy không biết là theo chị thì việc mà có thể mọi người đều chấp nhận nhá, nhưng mà có thể cái việc mà cha mẹ không chấp nhận các bạn ý như chính bản thân các bạn ý, thì nó sẽ để lại những cái hệ quả như thế nào về mặt tâm lý á? Trong cái quá trình mà mình làm việc thì mình cũng có những người bạn thuộc cái cộng đồng LGBT, và cũng có những thân chủ
thuộc cộng đồng đồng thuộc cộng đồng LGBT thì lúc mà mình trò chuyện và mình hỏi chuyện các bạn ấy thì có khá nhiều bạn các bạn ấy come out với cả cộng đồng xã hội bên ngoài nhưng không come out với gia đình mình. Thì một trong những cái lý do mà khiến các bạn ấy không come out với gia đình thì một là các bạn ấy không muốn bố mẹ mình biết bởi vì nó có thể khiến cho bố mẹ buồn hoặc bố mẹ có thể tệ hơn là bố mẹ có thể làm cái điều gì đấy khiến cho các bạn ấy sẽ bị tệ đi. Có những bạn thì các bạn nói là em không trực tiếp nói với cả bố mẹ em nhưng mà em nghĩ là bố mẹ em có thể đoán ra điều gì đấy mà em cũng không quan tâm. Kể một câu chuyện vui vui thì cách đây khoảng tầm độ vài năm mẹ của mình thì có hỏi mình là Hoan ơi, thế con có thích con gái không hay là có thích con trai không? Thế mình bảo sao mẹ hỏi con câu đấy? Thế bảo tại vì mãi không thấy mày có người yêu. Thế mình mới nói thế giả sử con có người yêu rồi nhưng người yêu của con không phải là một bạn nam mà là một bạn nữ thì sao? Thì mẹ mình mới nói thế thì là mày đồng tình luyến ái à? Thì thực ra mẹ mình là một người mà gần như không có nhiều hiểu biết về về cái mảng này. Thế mình mới nói nên là mẹ nói như vậy và mình cũng dùng những cái ngôn từ như vậy để nói với mẹ bảo và vâng, thế nếu mà con là đồng tình luyến ái thì sao, và nay mai thì con sẽ không thích một chàng trai, con sẽ thích một cô gái, con sẽ không lấy chồng và con sẽ lấy vợ thì mẹ nghĩ thế nào? Mẹ mình trầm ngâm một lúc, mẹ mình bảo là thì tao chấp nhận chứ sao, chứ chẳng lẽ lúc đấy tao ăn thịt mày à? Thì lúc đấy kiểu việc đầu tiên của mình là kiểu mình ôm chầm mẹ mình và mình nói là ôi mẹ tuyệt vời thế. Tức là mẹ chấp nhận con ngay cả khi mà con sẽ không yêu một chàng trai mà sẽ yêu một cô gái đúng không? Thì mẹ mình bảo thì đương nhiên là chấp nhận rồi, thì thế bây giờ làm gì được? Thì có thể mẹ mình không biết lesbian là gì, không biết gay là gì, không biết trans là gì, nhưng mà mẹ mình chấp nhận như những gì mình muốn có, vốn có, và mẹ mình tôn trọng những cái quyết định của mình. Thì lúc đấy mình cảm giác thực sự rất là tuyệt vời. Mình cảm giác mình không chỉ được là mình mà mình còn được người khác chấp nhận như những gì mình vốn có. Và lúc đấy mình có động lực để làm những cái điều mà mình yêu thích hơn. Sau đó thì mình còn nói với mẹ mình là thực tế thì là con vẫn thích một bạn là nam. Tuy nhiên thì con thực sự rất là kiểu thấy biết ơn khi mà mẹ chấp nhận cho dù con có như thế nào đi chăng nữa. Thì mình nghĩ là cái việc mà những cái hỗ một người bình thường không cần biết là người đấy có vấn đề về sức khỏe tâm thần hay không, không cần biết là người đấy có phải là thuộc cộng đồng LGBT hay không, không cần biết là người đấy già trẻ lớn bé như thế nào. Nhưng nói chung một người sẽ hạnh phúc khi mà họ có những cái mối quan hệ tích cực. Và khi mà một người có càng nhiều các cái hỗ trợ về mặt xã hội thì cuộc sống của họ càng hạnh phúc. Thế đương nhiên là với những cái người mà dễ bị tổn thương hơn, cụ thể là thông qua những cái nghiên cứu hay những cái báo cáo thì mọi người cũng nói là những người trong cộng đồng LGBT thì đâu đó họ sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức hơn. Mà họ có những cái kết nối xã hội tốt hay có những cái hỗ trợ xã hội tốt thì đấy là một cái lợi thế. Đặc biệt những cái hỗ trợ xã hội tốt thường thì đến những người gần gũi với mình đúng không? Từ thầy cô của mình, bạn bè của mình, gia đình của mình, rồi từ partner của mình, nghĩa là những cái người mà người yêu, rồi là đối tác hôn nhân của mình, thì đấy là những cái người càng gần gũi thì lại càng có ý nghĩa với mình và càng đóng cái vai trò quan trọng trong cái việc mà hỗ trợ mình. Trong cái quá trình mà mình làm việc thì mình cũng có được gặp một số các cái tình huống là bố mẹ không chấp nhận con mình. Ví dụ như có những bạn mà học sinh mà ở tiểu học ấy, khi mà các bạn ấy mới ở tiểu học thì các bạn ấy đã có một số những cái biểu hiện. Cho tới thời điểm hiện tại thì mọi người hỏi mình là thế bạn ấy có phải là gay hay có phải chuyển giới hay không, thì mình nói là mình không trả lời được. Nhưng mà bạn ấy chỉ đơn giản là bạn ấy rất là thích chơi với cả, ví dụ bạn nam bạn ấy rất là thích chơi với các bạn nữ. Bạn ấy sẽ thích chơi những cái trò chơi mà xã hội cho rằng đấy là trò chơi của con gái. Như là búp bê lấp lánh, rồi sticker, rồi là bạn ấy sẽ rất thích kiểu lấy son của mẹ để tô son lên trên môi mình ấy. Thì khi bố mẹ thấy điều đấy thì bố mẹ rất là lo lắng. Và bố mẹ cho rằng bạn ấy có vấn đề và cần phải được hỗ trợ. Và bố mẹ có hỏi là như thế làm sao bây giờ. Thậm chí có những bố mẹ yêu cầu là ở trường các cô phải cho bạn ý chơi với các bạn nam nhiều hơn, và tuyệt đối là không có những cái hoạt động mà nó gọi là nữ tính quá. Thì
Mình nghĩ nó chỉ đơn giản là ở đây bố mẹ đã có những cái kỳ vọng nhất định về con của mình. Và khi con của mình không đi theo những cái kỳ vọng đấy thì bố mẹ cảm thấy thất vọng và bố mẹ muốn tìm mọi cách để bạn ấy đi theo cái kỳ vọng đó. Mình cũng không có vội vàng đưa ra những cái nhận xét hay đánh giá gì theo kiểu là bố mẹ không tôn trọng con hay là thiếu hiểu biết cả. Vì mình nghĩ rằng là mỗi một bố mẹ khi mà đẻ con ra thì mình tin chắc họ đều yêu thương con của mình. Có điều thì cái cách mà yêu thương của họ có thực sự phù hợp với cái đứa trẻ đấy hay không thì mình sẽ bàn sau. Thế thì với những cái bạn nhỏ như vậy thì trong cái quá trình mình gặp thì mình cũng có trao đổi là đến thời điểm hiện tại thì mình cũng không thể ngay lập tức xác định bạn ấy có phải là một người gay hay là bạn ấy có là lesbian hay transgender hay không. Tuy nhiên thì bạn ấy đang rất là vui thích với những cái hoạt động mà bạn ấy làm, bạn ấy có những cái thế mạnh riêng và mình hãy cố gắng tập trung vào những cái điểm mạnh của bạn ấy để giúp cho bạn ấy trở thành một con người khỏe mạnh, hạnh phúc và vui vẻ. Thì có những bố mẹ thì rất là khó để chấp nhận điều đấy. Và cũng có những trường hợp thì để cho khách quan thì mình cũng có tư vấn để bố mẹ có thể đi ra bên ngoài và gặp những cái chuyên gia mà làm nhiều trong cái mảng này hơn để có thể hỗ trợ cho họ. Và đâu đó thì một cái nguồn thông tin đa chiều hơn, khách quan hơn ngoài một nguồn thông tin từ một chuyên viên tâm lý học trường học thì cũng giúp cho họ có những cái mà cơ sở để cân nhắc kỹ hơn. Thì đấy là những cái trải nghiệm mà mình đã từng có. Và khi mà bố mẹ mà không chấp nhận con mình như những gì vốn có thì bố mẹ có thể sẽ có những cái áp đặt. Và vô hình chung thì những cái áp đặt đấy nó sẽ tác động rất là tiêu cực tới bạn nhỏ đó. Nó có thể khiến cho bạn nhỏ đấy cảm thấy mình tệ và nó làm cho cái cảm giác hiệu quả của cá nhân ấy, mà thuật ngữ nó có một cái từ là self-efficacy, nó bị giảm. Và nó cũng có thể tác động ngược trở lại tới lòng tự trọng của đứa trẻ. Thậm chí có những bạn thì các bạn có thể phản kháng lại bằng những cái hành vi mang tính chống đối. Có những bạn thì có thể sẽ thu rút mình và sẽ không nói chuyện, không tương tác với người khác. Và tệ hơn là có thể có những cái dấu hiệu của rối loạn lo âu hoặc là dấu hiệu của rối loạn trầm cảm. Và tệ nhất là sau này các bạn ấy còn đóng cửa hoàn toàn với bố mẹ mình và không chia sẻ về những cái điều đấy nữa. Giống như là bạn ấy sẽ cố gắng tỏ ra là một người con theo cái kỳ vọng của bố mẹ, nhưng đằng sau đó thì bạn ấy sẽ phải sống một cái con người khác, giống như đại loại là nói dối và sống không thật trước mặt bố mẹ mình. Thì nó lại làm cho một cái khoảng cách và một cái sự rạn nứt ở trong mối quan hệ cha mẹ và con cái. Thì đấy là một cái rất là tiếc. Em nghĩ đấy cũng là một, gần như là một cái lời cảnh báo dành cho những cha mẹ mà hiện nay còn chưa thể chấp nhận con mình như cái cách con mình đang là. Thì em không biết là bản thân những cái bạn học sinh như vậy thì các bạn ấy nên làm gì khi cha mẹ không công nhận cũng như là không chấp nhận cái con người thật của mình? Có lẽ đây cũng là một câu hỏi khó. Mình có thể sẽ đưa ra một vài các cái gợi ý. Nhưng mà với mỗi một bạn khác nhau, ở những cái hoàn cảnh khác nhau, các bạn ấy có thể làm được hoặc không làm được. Ví dụ như là trong cái trường hợp mà những cái trường hợp mình đã từng gặp, thì với những bạn mà các bạn ấy cảm thấy khó khăn ý, trong cái quá trình mà tìm kiếm cái bản sắc cho mình, hay là trong cái quá trình mà để come out, hoặc là trong cái quá trình mà bạn ấy đang trải qua những cái phiền muộn giới, hay có những cái mâu thuẫn với bố mẹ. Ý mình nói là khi mà các bạn ấy đã gặp khó khăn thì các bạn ấy đừng ngần ngại tìm kiếm sự trợ giúp từ những người mà các bạn ấy cảm thấy đáng tin cậy. Nó có thể là người bạn của các bạn ý, hoặc là giáo viên, hoặc nếu ở trong trường học có các chuyên viên tâm lý học đường thì đấy cũng là những người có thể hỗ trợ các bạn ý. Các bạn ấy có thể đến tâm sự và chia sẻ. Còn trong trường hợp bố mẹ mà không đồng ý hay không đồng tình thì cái việc mà các bạn cũng có thể lên tiếng trò chuyện và chia sẻ. Nhưng đôi khi nó có những cái thứ mà sẽ khó vì và cái việc mà là người lớn, mình vẫn muốn quay về việc là người lớn nhiều hơn. Là các bạn ý là người lớn thì mình sẽ, nếu với cha mẹ thì mình hãy cố gắng lắng nghe con cái mình một cách tích cực để hiểu xem con cái mình muốn gì và hỗ trợ bạn ý. Và chừng nào mà mình tạo ra được một cái gọi là sự an toàn về mặt cảm xúc trong cái tương tác giữa bố mẹ và con cái thì chừng đấy mình có thể
có được cái kết nối sâu sắc nhất với con để hỗ trợ con khi cần. Và là những người làm giáo dục như những giáo viên ở trường ấy, thì mọi người cũng cần phải có những cái sự hiểu biết về đa dạng sinh học nói chung và về đa dạng giới nói riêng, để có thể nhận diện ra những cái đặc điểm khác biệt của các cá nhân, tôn trọng cái sự khác biệt đấy, cũng như là có những cái hiểu biết về sức khỏe tâm thần để có thể nhận diện những cái dấu hiệu nguy cơ và hỗ trợ các bạn ấy kịp thời. Và nó sẽ là một cái sự bắt tay hiệu quả giữa gia đình nhà trường để hỗ trợ các bạn ấy. Và mình hiểu rằng là nếu như các bạn ấy đã đang có khó khăn rồi thì việc các bạn có thể lên tiếng, nhưng khi lên tiếng mà không được hỗ trợ thì khả năng cao người ta sẽ không có lên tiếng một lần nữa. Và một lời mà dành cho những bạn mà đang trải qua những cái khó khăn như vậy thì mình chỉ muốn nói là các bạn không có vấn đề gì cả. Các bạn như những gì các bạn muốn có thôi, và các bạn hãy lắng nghe những cái cảm xúc và những cái suy nghĩ của mình. Mỗi một cái cảm xúc, những cái suy nghĩ đấy thì mỗi một cái cảm xúc nó diễn ra thì đều có một cái thông điệp nhất định. Và khi các bạn ấy cảm thấy bất ổn thì đừng ngần ngại tìm kiếm sự trợ giúp. Có thể có những vấn đề các bạn thực sự không thể giải quyết được một mình, nhưng nó luôn luôn có một cái giải pháp nào đấy, và có thể các bạn sẽ cần một ai đấy để giúp đỡ mình. Rất là cảm ơn chị Hoan. Em nghĩ cái thông điệp vừa rồi của chị Hoan cũng là một cái thông điệp cực kỳ tuyệt vời dành cho những bạn còn đang chưa thực sự cảm thấy tự tin với bản dạng giới hay là với cái hành trình tìm kiếm bản sắc cá nhân của mình. Và em cũng rất đồng tình với cái lời khuyên của chị, đấy là đôi khi sẽ có những vấn đề mình thật sự mình cần tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp. Bởi vì em nghĩ sẽ có rất nhiều bạn, bạn đã từng nói với cha mẹ, đã từng nói với bạn bè. Tuy nhiên thường thì cha mẹ và bạn bè sẽ có một số các mẫu phản ứng rất là giống nhau. Có thể là phản bác quá mạnh mẽ, hoặc là có thể cũng không biết phải giúp như thế nào mà vô tình lại phủ nhận cái cảm xúc của mình đã gặp phải. Thế nên việc tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp em nghĩ là cực kỳ cần thiết. Và đúng là để thực sự hỗ trợ một nhóm người tạm cho là số ít của xã hội thì mình cần sự phối hợp của rất nhiều bên, từ nhà trường, từ bạn bè cho đến gia đình, người thân, và thậm chí là bản thân bạn ấy cũng cần phải để ý những cái nhu cầu của bản thân mình nữa. Vậy nên là hy vọng qua số này thì mỗi người nghe đều nhận được một cái thông điệp gì đó để tìm hiểu nhiều hơn về sự đa dạng giới, cũng như là chấp nhận sự đa dạng về mặt tính dục trong tất cả chúng ta. Tự dưng chị có nhớ đến một cái thông tin rất là vui gần đây, khi mà trước kia thì mọi người cứ gọi là đồng tình luyến ái là một bệnh. Và sau này thì kể cả khi mà DSM hay ICD đã nêu đấy không phải là một bệnh rồi thì vẫn có những người quan niệm đấy là một bệnh. Và cách đây một thời gian không lâu thì Bộ Y tế đã đưa ra một cái gọi là thông báo, thông tư luôn, một cái thông tư, đúng chính xác, một cái thông tư luôn, để nói rằng là LGBT thì nó không phải là bệnh, nên cấm tuyệt đối, không có một cơ sở nào được phép tuyên ngôn là chữa bệnh cả. Và rõ ràng nó không phải là một bệnh thì cần gì phải chữa. Chỉ đơn giản tôi là như thế. Thì mình mong đợi rằng là bằng một cái sự mạnh mẽ này thì những cái kiến thức về cái sức khỏe tâm thần nói chung, cũng như là những cái cộng đồng LGBT nói riêng, thì mọi người sẽ biết hiểu nhiều hơn, và các bậc cha mẹ mà vẫn còn đang chưa chấp nhận con cái của mình sẽ có thể hiểu hơn. Và hôm trước thì mình có thấy một chị đồng nghiệp của mình có đăng một cái post ở trên Facebook, thì trong cái post đấy mình thấy có một cái ảnh là cái gì mà đề xuất về luật chuyển đổi giới tính. Mình rất là kiểu mong chờ là một ngày nào đó cái đấy nó sẽ thực sự được thông qua. Tại vì thật sự để các bạn đã chuyển đổi giới tính, các bạn được công nhận như một con người đã, em thấy cái việc đấy nó cực kỳ nhân văn. Thì đấy là một cái mà mình chợt nhớ tới, nghĩ là mong đợi rằng là kể cả những cái chia sẻ như thế này, đang có rất nhiều các cái đơn vị làm truyền thông, thì khi mà thông tin nhiều hơn thì mọi người sẽ biết hơn. Và có một cái câu nói trong cái quá trình mà mình đi học với cả giám sát của mình, thì mình có nói là khi chúng ta càng có nhiều hiểu biết về cái thế giới này thì chúng ta sẽ càng dễ để thấu cảm với người khác hơn. Và đôi khi thì mình cũng có thể hiểu được rằng là có những người ta chưa thể hiểu, chưa được thấu cảm về mình hay về ai đó, thì có thể là vì họ không biết, để mình cũng đỡ cảm thấy nặng nề hơn.
Còn với bản thân mình thì mình cũng nói là khi nào mà mình nhận ra là mình có những cái định kiến ấy, thì mình biết được rằng là có thể đấy là một cái định kiến và có thể mình đã chưa hiểu biết nhiều lắm về cái về cái này. Thực ra ai cũng có định kiến thôi. Mình cũng không dám nói là mình không có định kiến nào. Nhưng cái quan trọng là mình nhận ra là mình đang có những cái suy nghĩ mang tính thiên lệch, và mình không ngừng để tìm kiếm thêm những cái thông tin để giúp cho mình bớt thiên lệch đi. Em cũng thấy là nhiều khi cái định kiến của mình nó gây khó chịu cho một ai đấy đấy, nhưng mà nhiều khi người ta cũng không dám nói ra. Tại vì dù gì mình cũng là số đông, còn người ta là thiểu số. Người ta sẽ ngại, người ta không nói ra. Chính vì thế nên là em thấy cái thông tư của Bộ Y tế vừa đưa ra gần đây nó thật sự là một tiếng nói từ những người có quyền lực nhất trong xã hội, để các bậc cha mẹ, những người lớn. Thật sự em thấy ví dụ như người trẻ, chúng mình như em và chị cũng được gọi là thế hệ trẻ, rất là dễ để được thuyết phục. Tại vì dù gì mình cũng có một cái nền tảng background về kiến thức nó khá là mới mẻ và nó khá là cập nhật, và mình cũng cởi mở hơn với những cái kiến thức mới. Tuy nhiên là với những bậc phụ huynh thì để mà nói là đồng tính là không là bệnh, nó rất là khó. Tại vì chỉ cách đây 10 năm thôi họ còn nghĩ rằng đồng tính còn lây được cơ. Thế nên em nghĩ cái lời, cái thông tư, cái lời nói từ chính quyền vừa rồi thật sự nó đem lại rất nhiều niềm vui cho rất nhiều gia đình, rất nhiều bạn trẻ. Và nếu bạn còn chưa kịp đọc thông tư đấy thì có lẽ là mình sẽ đính link ở đây hay ở đâu đấy để các bạn có thể cập nhật được. Còn bây giờ thì rất cảm ơn mọi người đã tham gia cuộc trò chuyện này của chúng mình, và cảm ơn chị Hoa đã tới đây ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn.